nó khô, bây giờ nó cứng, cho nên mình clean đó, mình dùng cái dụng cụ này giống như cây dao vậy đó, nó mình cứa thì mình phải hứng nó cứa rất là nhẹ nhàng để mình cho nó bằng phẳng với là những cái bên hai bên hông của nó, thì cứ cạo hoài, cạo nhẵn luôn, cạo phẳng nó luôn. Thì mấy cái này thì dùng cái dao dài này xuống, còn mà mấy cái mà cong cong lượn lượn thì mình dùng cái cột mốc mình cạo cho nó phẳng. Thì khi mình làm sạch hết những cái góc của cái khuôn con heo nó sạch rồi, nó rất là bụi, tại vì cái này là đất sét bụi, khi mà làm thì rất là cẩn thận, là nó mất nhiều thời gian mà mình kiên nhẫn mình làm, thì mà mình enjoy mình làm vui á, thì mình làm từ từ. Còn khi mà con heo nó có cái khuôn vậy, nó bị bít rồi, bít cái lỗ, cho mình phải lấy cái dao mình khoét để mình quay vòng tròn đó, mình nó có cái lỗ